bị người lạ đi theo về tận nhà rồi ngang nhiên bấm mật khẩu mặc dù biết bên trong có người. Hàn Quốc vốn được coi là một quốc gia an toàn, trị an tốt, khi trên đường rất hiếm khi có cướp giật. Tuy nhiên, cảm giác an tâm này có vẻ vẫn chưa thể hình thành đối với những loại tội phạm chuyên đi rình rập theo dõi người khác. Mới đây, một người Hàn Quốc đã ghi lại đoạn clip về sự việc mà cặp đôi này đã gặp phải. Cụ thể, người này sau khi đi làm về thì có cảm giác bất an, dường như có ai đó đang theo dõi mình. Đến khi về tới nhà và đóng sập cửa lại, thì thấy phía ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông lạ mặt liên tục bấm mật khẩu để đột nhập vào bên trong. Một lúc sau thì bạn gái của anh chàng về tới thì chạm mặt với người đàn ông lạ mặt này. Cô gái hốt hoảng khi phía trước là một người xa lạ đang đứng bấm mật khẩu căn nhà của mình. Một lúc sau thì anh chàng đã nhanh chóng mở cửa để cô bạn gái vào trong nhà và xua đuổi người đàn ông lạ mặt mau rời đi. Tuy nhiên sau đó hắn ta vẫn đứng ở trước cửa mà không chịu rời đi và tiếp tục nhìn qua mắt camera để theo dõi cặp đôi này. Theo thống kê cho biết, cảnh sát Hàn Quốc đã lập hồ sơ hơn 7.000 nghi phạm theo dõi rình rập người khác. Cụ thể, theo dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2023, đã ghi nhận tổng cộng 7.545 nghi phạm rình rập bị cảnh sát bắt giữ. Trong số đó có 4.942 nghi phạm, chiếm 65,5% đã bị chuyển giao cho cơ quan công tố. 34,5% nghi phạm còn lại đã bị rút hồ sơ chuyển giao hoặc cuộc điều tra bị dừng lại. Qua sự việc trên là một bài học quý giá về việc cảnh giác và bảo vệ bản thân, đặc biệt là trong những tình huống nguy hiểm. Khi biết mình bị theo dõi, không nên đi thẳng về nhà để tránh việc kẻ xấu biết địa chỉ. Hãy đi vòng quanh, đổi hướng hoặc vào một tòa nhà khác và liên hệ với cảnh sát để nhận được sự giúp đỡ. Thường xuyên thay đổi lộ trình đi lại và thời gian sinh hoạt để tránh bị theo dõi lâu dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.